Sách giáo khoa lớp 1 mới vốn đã có nhiều chuyện lùm xùm, thì nay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 dù chưa xuất bản chính thức nhưng cũng xảy ra chuyện khiến cho phụ huynh và giáo viên lo lắng, còn các tác giả biên soạn thì bức xúc. Chuyện là 4 bộ sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được chuyển thành 2 bộ, không phải vì chọn những cái tốt để hợp nhất mà chỉ đơn giản là xóa luôn 2 bộ sách hoàn chỉnh. Nhiều phụ huynh hiện rất băn khoăn với thông tin bộ sách về sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục mà học sinh đang học ở lớp 1 sẽ không còn trong danh mục các bộ sách giáo khoa lớp 2 được phê duyệt để lựa chọn năm nay. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trẻ khi một lần nữa phải làm quen với nội dung và phương pháp truyền tải ở bộ sách khác. Tôi rất là hoang mang và thực sự là không muốn mỗi năm mình lại phải thay đổi một cái bộ sách. Tôi cũng không biết là có cái tính kế thừa trong cái bộ sách cũ mà con tôi đang hiện tại đang học bây giờ sắp tới thì sẽ như thế nào. Không chỉ có phụ huynh, việc không còn hai bộ sách cùng học để phát triển năng lực và vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục trong danh mục sách giáo khoa năm học sắp tới cũng khiến giáo viên băn khoăn. Bởi thực tiễn cho thấy, mỗi bộ sách đều có tính kế thừa, thống nhất về ý tưởng, nội dung và cấu trúc. Một bộ sách thì sẽ thuận lợi cho các em sẽ nắm bắt được cái kiến thức từ đầu và theo cái guồng như vậy thì các con sẽ theo suốt được quá trình học của con. Không thể nói rằng là không có sự ảnh hưởng đối với học sinh và giáo viên, và chắc chắn là còn có những cái bất ổn về tâm lý khi mà các con bị thay đổi sách quá nhiều. Lý giải trước việc chỉ còn 2 bộ thay vì 4 bộ như năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đại diện nhà xuất bản giáo dục cho rằng việc hợp nhất nhằm tập trung tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ tác giả, tập trung nguồn lực tài chính đầu tư cho công tác biên soạn sách giáo khoa. Tập trung nguồn lực tài chính để phát triển sách và học liệu điện tử song song với sách giáo khoa giấy. Và tập trung nguồn lực tài chính để nâng cao cái chất lượng tập huấn giáo viên sử dụng sách. Và lý do thứ tư là để tiết giảm chi phí làm sách giáo khoa. Chỉ thật là không có sự sát nhập mà cái sự bóp chết, sự đẩy đi và không có lý do. Và cái bộ đạt yêu cầu thì bảo là bây giờ họ muốn bỏ đi thì họ bảo là không đạt yêu cầu. Còn cái bộ mà không đạt yêu cầu thì họ bảo là đạt yêu cầu và cho giữ lại. Đã nhận được hơn 3 triệu trong tổng số 5 triệu đồng sẽ được trả cho công sức làm hai bộ sách lịch sử và địa lý trong gần 2 năm. Nhưng điều khiến giáo sư Bình trăn trở không phải là liệu sẽ nhận được nốt số tiền hơn 1 triệu đồng còn lại hay không khi bộ sách bị bỏ, mà chính là tâm huyết. Quan trọng hơn là danh dự của ông cũng như đội ngũ tác giả cùng viết sách. Rõ ràng tâm tư của họ, nỗi bất an của học sinh, giáo viên, phụ huynh cần một sự giải thích thỏa đáng từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và cả Bộ Giáo dục và Đào tạo.